Một đoàn người đang xếp hàng dài chỉ để mua thịt heo tại cửa hàng này. Dù cho họ đã nâng giá từ 20 lên 60 euro vẫn không đủ thịt để bán. Một loại thịt heo mà chủ ở đây nói rằng được nhập từ Iran về. Hương vị siêu ngon mà chưa một ai từng được ăn trước đó. Nhưng tất cả đều không biết rằng nguồn gốc thật sự của loại thịt này thì ghê rợn và kinh khủng hơn rất nhiều. Cùng mình xem hết video ngày hôm nay để biết được những diễn biến tiếp theo nhé. Cảnh báo: video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Một cặp vợ chồng trung niên kiếm sống bằng cửa hàng bán thịt của mình nằm ở ngoại ô Paris. Nhưng công việc kinh doanh của họ cũng không mấy khả quan và tình cảm của cả hai cũng vậy. Số lượng khách hàng đến đây mỗi ngày đã ít, nhưng họ còn phải đợi cho Vincent massage thịt một lúc thì mới mua được. Vì với anh ấy, điều này làm cho thịt ngon hơn. Bất ngờ, cửa hàng của hai vợ chồng bị một nhóm người bên hội thuần chay đến đập phá. Vincent tóm được một gã, vừa kịp lột mặt nạ ra thì đồng bọn của hắn đã đến giải nguy. Sau khi báo cáo vụ việc đó cho cảnh sát thì họ đến nhà một người bạn của Sophie là Stephanie để dùng bữa. Ở trong bếp, Sophie bật khóc tiết lộ ngân hàng đã từ chối cho họ vay tiền và hai vợ chồng sắp phá sản. Stephanie ban đầu thì cố gắng trấn an bạn mình, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang tiết mục khoe của, khoe chồng kiếm tiền giỏi. Ông chồng của Stephanie, Mark, thì cũng có tính cách y chang như thế. Và hai người họ cũng giống như Vincent và Sophie, có một cửa hàng bán thịt nhưng quy mô lớn hơn và kinh doanh phát đạt hơn. Sau khi biết cửa hàng bạn mình bị tấn công thì Mark có mang ra một khẩu súng, nói với Vincent sử dụng nó để tự vệ, sẵn Fred luôn giá tiền. Dù Vincent không có giấy phép sử dụng súng nhưng Sophie đã thuyết phục chồng cứ mang về nhà trước đã. Hai người lái xe về nhà và bất ngờ, Sophie đề nghị với chồng hãy ly thân, Vincent cố gắng phớt lờ chuyện này đi. Rồi khi anh ấy phát hiện gã đã phá hoại cửa hàng của mình đang đạp xe trên đường thì Vincent quyết định sẽ trả đũa. Anh cho lùi xe lại nhưng đạp hơi lố ga, thế là cán luôn qua người gã đó. Đến khi hai vợ chồng bước ra xem thì người đó đã tắt thở. Vincent hoảng loạn định gọi báo cảnh sát nhưng Sophie đã ngăn lại vì sợ sẽ phải ngồi tù. Rồi cô ấy hiến cho chồng một kế sách khi dựa vào những thủ thuật gây án của những tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng trong lịch sử, những thứ mà cô ấy xem trong một chương trình truyền hình. Tận dụng con đường vắng vẻ, Sophie nói Vincent hãy mang cái thi thể này về nhà rồi phân ra thành nhiều mảnh, sau đó bỏ vào túi rác ở khắp thành phố. Vì bản tính nhu nhược, gặp thêm người vợ thường xuyên khích tướng, Vincent đã làm theo. Về đến nhà, anh ấy bắt đầu phân thi thể ra thành nhiều khúc, giống như công việc thường ngày. Vincent hậu đậu làm rơi một cái tai xuống đất và chú chó của anh liền chạy đến ăn ngấu nghiến. Nó còn xin thêm một miếng nữa để cho đủ một cặp. Sau khi xong việc thì Vincent vào trong phòng, định nói một chuyện quan trọng với Sophie nhưng cô ấy không muốn nghe. Nói hai người đang ly thân, thế là Vincent đành phải ra ghế sofa ngủ. Vì lạ chỗ nên anh ấy phải gần sáng mới chợp mắt được nên Sophie ra mở cửa hàng trước. Đến khi thức dậy, Vincent hớt hải chạy ra hỏi vợ khúc giam bông ở trong bếp đâu mất rồi. Thì mới biết được, Sophie đã mang nó ra ngoài và bán cho khách. Vincent như chết đứng khi biết tin nhưng không thể làm sao giải thích được. Người khách hàng kia sau khi ăn lát giam bông đó thì quay lại để mua thêm vì nó quá ngon. Bà ấy còn hỏi đây là thịt gì. Vincent thấp úng trả lời là thịt heo nhập khẩu từ Iran. Sophie nghe nói thịt ngon nên cũng muốn ăn thử, thế là anh ấy miễn cưỡng phải làm theo. Nào ngờ, phản ứng của cô cũng y hệt như vị khách hàng kia. Sau khi bán xong cho khách thì Vincent mới nói hết sự thật. Đây là giam bông làm từ thịt người, từ cái gã mà họ đã đụng chết. Anh ấy làm thành giam bông vì nghĩ rằng như vậy khi phi tang sẽ khó bị nghi ngờ. Nhưng Sophie còn có một ý tưởng táo bạo hơn, đó là bán hết số thịt người này. Đây là cách phi tang chứng cứ vô cùng hoàn hảo. Vincent từ chối, chuẩn bị mang giam bông đi vứt thì khách hàng bắt đầu kéo vào mua loại thịt mà vị khách ban nãy vừa mua. Dần dần, thịt heo Iran trở thành hiện tượng trong khu vực và hai vợ chồng kiếm được kha khá tiền nhờ vào nó. Vincent cũng đã thử miếng thịt đó vì thấy được yêu thích quá nhiều. Dĩ nhiên, với một người cuồng thịt như anh thì loại này là số 1. Sophie ở ngay phía sau, tiết lộ những người ăn chay sẽ có thịt tươi ngon và thuần khiết hơn. Rồi còn tiếp tục gợi ý điều điên rồ, đó là đi săn những người ăn chay, lấy thịt để bán nhằm vực dậy cửa hàng và trả nợ. Vincent từ chối, nói đó là một hành động vô đạo đức, còn khuyên vợ đừng xem chương trình về những kẻ giết người hàng loạt nữa. Ngày hôm sau, con gái của họ Chloe đưa bạn trai tên Lucas về nhà ăn trưa. Sau khi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn thì Lucas mới tiết lộ mình là người ăn chay trường. Anh ấy từ chối tất cả, kể cả rượu vang, rồi giảng một bài về tội ác của việc ăn thịt. Chloe vì tôn trọng bạn trai nên cũng quyết định ăn chay theo. Một lúc sau, hai người rời đi và Vincent cùng với Sophie vô cùng tức giận khi thấy số đồ ăn này bị lãng phí. Vincent cảm thấy ghét những người ăn chay hơn nữa nên đồng ý với ý kiến của Sophie và bắt đầu đi săn họ. Hai người vào một nhà hàng chay và bắt đầu tìm kiếm con mồi. Vincent còn đưa ra tiêu chuẩn để miếng thịt ngon nhất phải là những người to béo và anh ấy sẽ không đụng vào phụ nữ. Suy đi tính lại, mục tiêu đầu tiên của họ chính là người chủ của nhà hàng này. Sau khi bám đuôi theo anh ấy về đến nhà, Sophie nói chồng hãy ra tay, còn mình đi lấy xe để đến đón. Vincent lấy ra con dao phay, định hốt xác anh chàng nhưng lại bị cóng người nên đã rút lui. Việc này làm cho Sophie thất vọng, liên tục buông lời chê bai và khích tướng. Cô ấy cũng nói phải có kế hoạch khác để tiếp cận con mồi, tấn công chớp nhoáng mà không bị nghi ngờ. Ngày hôm sau, hai người giả vờ là người ăn thuần chay, biểu tình bên ngoài siêu thị để tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, một anh chàng gầy gò bước đến nói chuyện và khen ngợi những nỗ lực của hai người vì dám nói lên sự thật. Họ hẹn gặp nhau ở một địa điểm để có thể thảo luận nhiều hơn về chủ đề ăn chay. Theo như lời hẹn thì cặp vợ chồng đã có mặt ở đây và chàng trai đó không lâu sau cũng xuất hiện. Nhưng một việc ngoài dự tính là đi cùng anh ấy còn có thêm hai người nữa. Những người đó còn nói họ chuẩn bị có một cuộc đột kích vào cửa hàng bán thịt trong thị trấn và hy vọng hai người cũng sẽ tham gia. Sợ bị lộ nên Sophie và Vincent phải miễn cưỡng làm theo. Lúc này, hai người cũng biết được nhóm này chính là nhóm đã từng tấn công cửa hàng của họ.
và lần này mục tiêu chính là cửa hàng của Stephanie và Mark. Sau khi đến nơi, Sophie không nỡ ra tay nên nói sẽ ở lại canh chừng. Còn Vincent vì ngứa mắt vụ khoe của lần trước nên ra tay đập phá hết sức nhiệt tình. Ở cảnh tiếp theo, hai vợ chồng đến một nhà hàng để ăn tối. Họ tiếp tục thảo luận về cách đi săn các nạn nhân rồi lại xảy ra bất đồng quan điểm. Vincent tức giận bỏ về trước. Khi Sophie ngồi đó một mình, một người phục vụ đến và bắt chuyện với cô ấy. Hai người cùng có sở thích xem chương trình về những tên sát nhân hàng loạt nên rất hợp nhau. Anh ta còn chở Sophie về đến tận nhà. Mọi thứ trở nên vô cùng lãng mạn với người phụ nữ đang ly thân chồng. Nên hai người họ hôn nhau. Nào ngờ, Sophie lại cắn vào lưỡi chàng trai một cái khi biết người đó ăn chay trường. Sau khi nếm được vị thịt sống thì Sophie ngỏ ý mời chàng trai vào nhà để rửa vết thương. Trong khi anh ta đang tắm thì Sophie vào trong và tóm tắt tình hình cho Vincent, mục đích nói chồng hãy ra tay với con mồi khi đã dụ được vào trong nhà. Vincent vẫn từ chối, thế là Sophie nói nếu không làm, cô sẽ ngủ với anh ta. Vincent mất bình tĩnh, đi vào bếp bắt đầu mài dao. Nhưng rồi bản tính lương thiện một lần nữa trỗi dậy nên Vincent đi ra ngoài nói anh chàng kia hãy rời đi. Nhưng ra đến nơi thì thấy anh ta không hề mặc quần áo, chuẩn bị mọi thứ để cháy với Sophie. Vincent cuối cùng không kìm được nữa, đã đánh chết người phục vụ. Đúng lúc đó, Chloe về nhà vì vừa cãi nhau với Lucas. Khi anh ấy cho rằng Chloe vẫn lén ăn thịt, cô ngỏ ý muốn ngủ ở đây đêm nay nhưng hai vợ chồng đã từ chối. Hối thúc Chloe quay về làm lành với bạn trai, rồi họ vào trong thu dọn hiện trường. Ngày hôm sau, Sophie nhận được cuộc gọi từ Stephanie để kể về việc cửa hàng bị phá hoại. Hai vợ chồng đến hiện trường, giả vờ lo lắng. Ở đây, Mark đang tranh cãi với một sĩ quan cảnh sát và người này cũng đang điều tra vụ tấn công của nhà Vincent. Viên cảnh sát sau đó muốn nói chuyện riêng với Vincent, làm cho anh ấy vô cùng lo lắng. Nhưng hóa ra, người cảnh sát chỉ muốn hỏi về thịt heo Iran đã về hàng lại chưa. Bắt đầu từ đó, hai vợ chồng buôn bán thịt heo Iran rộng rãi hơn, số lượng nhiều hơn và giá bán cũng tăng lên theo từng giờ, nhưng vẫn không đủ để bán. Vincent và Sophie phải liên tục lên kế hoạch để đi săn và giết chết những người ăn chay, dần dần trở thành thói quen, còn chụp hình lại giống như là chiến tích. Một ngày nọ, Vincent và Sophie đến dùng bữa cùng với Stephanie và Mark, không quên mang theo thịt heo Iran để giới thiệu với họ. Khi Mark đang ăn, đột nhiên anh ta cắn phải một thứ gì đó rất cứng. Khi lấy ra xem, Stephanie, từng làm y tá, nhận ra ngay đó là máy tạo nhịp tim. Hóa ra, một trong những nạn nhân của hai vợ chồng kia đã lắp cái máy trong người mà họ không phát hiện ra. Vincent tìm cách gây hấn để Stephanie và Mark tạm thời quên đi việc này. Hai người đàn ông còn lao vào đánh nhau và Mark đã bị Vincent xin một cái tai. Họ hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy anh ta nhai ngấu nghiến nó. Vincent và Sophie sau đó rời đi với một ánh mắt đe dọa. Công việc của hai vợ chồng vô cùng thuận lợi, kéo theo một khoản tiền kếch xù và mối quan hệ của họ cũng được cứu vãn. Vào một ngày, khi đang đi dạo trong một hội chợ thuần chay để săn mồi, Vincent đã chú ý đến một cậu bé mũm mĩm, nhưng rất may, anh ấy vẫn còn giữ được một chút nhân tính. Vincent quyết định rời đi thì gặp con gái và cả Lucas ở đây. Lucas vô cùng ngạc nhiên khi chủ cửa hàng bán thịt lại có mặt ở lễ hội này nên đã mất bình tĩnh và lớn tiếng yêu cầu họ rời khỏi đây ngay. Điều đó làm cho một gã từng trong nhóm thuần chay đã cùng với Vincent đến đập phá cửa hàng của Mark nhìn thấy. Khi ra bên ngoài, Sophie đã tìm thấy được con mồi và hối thúc Vincent hãy ra tay. Vì cuộc cãi vã ban nãy với Lucas mà anh ấy một lần nữa mất bình tĩnh nên đã làm theo lời vợ. Tối đó, khi đang bận xử lý thi thể thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vincent bước ra và đó chính là viên cảnh sát. Vì thấy đèn vẫn mở nên anh ấy vào hỏi thăm, sẵn tiện tiết lộ rằng đã có 10 người ăn chay trong khu vực này bị mất tích và những người bán thịt trở thành nghi phạm chính. Đúng lúc này, chú chó của Vincent hậm một bàn tay bước ra. Rất may là người cảnh sát chưa nhìn thấy và Vincent lập tức đuổi nó quay vào lại bên trong. Vincent nói dối mình vẫn còn bị hoảng sợ từ đợt cửa hàng bị tấn công nên thường xuyên bị mất kiểm soát. Thế là viên cảnh sát đã tạm thời rời đi. Vincent bắt đầu hoang mang lo sợ, có cảm giác mọi chuyện sắp bị bại lộ. Anh vào trong nói chuyện này cho Sophie nghe. Nhưng cô ấy nói cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được vì mọi bằng chứng đều đã bị phi tang. Chuông cửa reo thêm một lần nữa và người lần này đến là Lucas. Anh ấy nói không thể liên lạc được với Chloe sau khi hai người cãi nhau lúc ban sáng. Lucas cũng xin lỗi hai vợ chồng vì mình đã lớn tiếng. Sophie bước đến an ủi và